Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của BQ Thành. Sau rất nhiều những cuộc thi rất là khó khăn, hôm nay ốc có ý tưởng gì để hai đứa mình tiếp tục thi với nhau không hả ốc? Bọn mình đã thi đua xe máy, đua xe đạp, đua ô tô và hôm nay sẽ đua trượt patin. À, nghĩa là đi cái giày có bánh xe đó hả ốc? Đúng rồi, ngày xưa nhá em đi học chơi trò này xong rồi chừa xong không phanh được, đâm thẳng vào tường. Ôi giời ơi. Ôi giời, đúng là ngu người không thể tươi cười rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ solo ở trong game xem ốc có còn như vậy không nhá. Và trước khi vào video các bạn đừng quên bấm like video, bấm đăng ký kênh để biết là xem quảng cáo. Còn bây giờ đi xem BQ Thành và ốc trượt patin xem ai sẽ là người trượt nhanh hơn và ngầu hơn. Rồi, xin giới thiệu với các bạn, đây là hot boy đầu cắt moi với quả rầy trượt patin siêu ngầu như trái bầu, không giống cái bồn cầu lắm đâu nha các bạn. Ốc mới giống cái bồn cầu ấy. Ốc ơi. Cái em, gì? Em không chào các bạn à? Em ơi, xin chào các bạn, mình là Ốc siêu tốc. Hôm nay bên quy định của Ốc sẽ thi trượt giày patin. Đấy, các bạn thấy bánh xe dưới giày của anh không? Ốc đạt được bao nhiêu tốc độ rồi? Ốc tập được 77 tốc độ rồi à. Đây, chúng ta có thể tập để trượt nhanh hơn bằng cách trượt trên cái máy này các bạn này. Đấy. Mình là một người chăm chỉ, là chú ngựa ô mà. Bây giờ mình với Bê Quỳnh Hành sẽ thi xem ai là người chạy nhanh hơn. Được rồi, mặc dù Ốc là người tập luyện chăm chỉ khi mà lúc mà đầu vái bốc phét, nhưng mà Ốc chưa chắc đã thắng được ai đâu, được chưa? Ok. Bye, rồi. À, con chó này. Anh không đếm. Em à, anh không đếm, anh chơi ăn gian thật đấy. Ai mượn em tập ăn gian trước thì anh phải chơi ăn gian à. Vượt Bê Quỳnh Hành vượt rồi. Trời ơi, tốc độ Ốc cao quá các bạn ạ. Mình sắp ít khói rồi, không thể như thế này được. Thua đi, Bê Quỳnh Hành thua đi. Ốc đứng lại. Không bao giờ đứng lại, cuộc đua này đứng lại dở hơi à. Cuộc đua này tiếp tục chạy. Ui, anh mới có 23 tốc độ chạy. Các bạn nhìn cái điểm giày của anh không? Quá là chậm luôn. Ốc có hẳn 77 tốc độ, nhưng mà Ốc cũng không chạy nhanh hơn anh bao nhiêu đâu. Không nhanh hơn anh bao nhiêu, nhưng mà vẫn là nhanh hơn. Anh sắp đuổi được em rồi đây này. Em cứ đi vòng vèo đi. Nào, anh sắp cho Ốc một phát đảo, một phát Ốc dí mồm đất. Ngoài đời anh chơi trò này giỏi lắm các bạn ạ. Trừ những nào trượt mặt, trượt chân ngã đập đầu xuống đất tí thì ngất ra, lúc nào anh cũng chơi giỏi hết. Rồi, cái gì vậy? Thôi Ốc ơi, anh cho em thắng nhá. Anh sẽ cho đi về luyện tập. Em thắng, em chắc chắn sẽ thắng. Ở đây có mấy cái máy các bạn ạ. Và chúng ta sẽ, máy level 1. Ở đây có một cái máy level VIP các bạn. Ôi trời, anh vừa bỏ ra 349 Robux để mua cái máy VIP này các bạn. Wow. Và bây giờ tốc độ của anh cứ tăng lên x2 một lượt. Ốc có đi tập luyện, Ốc cũng sẽ không tăng tiến tốc độ nhanh bằng BQ Thành. Quay lại đây mình nhìn, em có con thú cưng này, nó sẽ giúp em tăng tốc độ. Ốc ơi, em mua thú ở đâu đấy? Cho anh mua với, chỉ anh mua với nào. Em quay thôi, em kiểu may mắn thôi. Em là người may mắn, thú của em trông như con quái vật xanh lè xanh mét, trông như con thần kinh trông như phải đinh ạ. Thì anh cứ giỏi, anh cứ lấy thú đi, anh có mà quay được thú ạ. Đừng khinh anh vào cửa hàng xem nào. Ở đây cửa hàng có bán rất nhiều đồ, đồ limited luôn này các bạn này. Ui, mấy con thú này trông có vẻ ngầu này. Ui, con này 3798 Robux. Chúa, con đấy chắc là phải giỏi, phải kiểu như có con đấy mình chạy như bay. Cái lucky là điểm may mắn này để làm gì nhỉ Ốc nhỉ? Em cũng không biết, em có bao giờ mua may mắn đâu. Nhưng mà anh Bên Thành là VIP rồi. Nhìn này Bên Thành, bây giờ anh quay lại anh nhìn em này. Điểm của em là 1,5k, 1,6k rồi. Bên Thành 57 kìa. Không được rồi, 57 rồi. Anh được quả trứng nghe ra một chú cún rất là xinh. Này con thú này của em á, cho em một lần chạy tăng 50 cái giày luôn. Anh có một chú cún siêu giàu. Phèn. Kệ anh là VIP nha, sẽ xem nào. Ôi giời, cậu có 2 rồi, người ta 2k7 rồi. Ốc quay ở đâu đấy, chỉ cho anh quay với. Quay ở chỗ spin kìa, vòng quay sắc màu bên góc phải màn hình bên trên kìa. À, đây. Rồi. Quay spin bên phải, bây giờ mình sẽ quay vào đây. Nào, anh chắc gì đã quay được thú cưng như từng, em. Từng thú cưng. Anh sẽ quay được cái liên thiên rồi. Đây, đây là thuốc gì đấy? À, nhân 2 các bạn ạ, nhân 2 tốc độ lên. Trời ơi, mình 4k rồi. Ôi ôi, Ốc được hẳn con nhân 50 mà, không cần phải mua. Ê, đều thế à. Anh sẽ đi mua con pet thật là VIP để nó giúp anh tăng ấy lên. Ôi giời ơi, Bê Quỳnh Thành làm sao mà hiểu được. 1.000 thôi, 1.000 nó bốc quá đắt các bạn ạ. Anh không có tiền. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mở trứng. Đây, ok. Mình mở trứng ra. Và cũng có một con chó như của Bê Quỳnh Thành. Bây giờ mình sẽ trang bị cả 2 con. Bây giờ anh sẽ tập luyện. Anh có
Đúng, đúng. Đúng, hợp lý. Cộng 2, cộng 2 đến 1 quy tắc. Ôi, ôi, nhìn ông đi. À, không được rồi các bạn ơi, ông chạy tít tò lò. Mình các bạn ơi, các bạn biết rằng mình không chạy không nhìn thấy chân đâu luôn. Yên tâm đi, anh tập luyện chăm chỉ tí anh sẽ có ấy được luôn. Có ấy là có gì? Có tốc độ cao. Ôi, bốc xe đi thôi, người ta đến đoạn 5 cúp rồi. Cay đấy nhờ. 42 cúp rồi, ui trời ơi. Anh phải tìm cách anh mua một đôi giày nó xứng tầm với cả là tốc độ của anh. À đúng, mua giày cũng là một cách các bạn ạ. Có giày cà rốt đấy ông này. Giày cà rốt 10 tê đấy. 10, ôi có giày quả gì ấy, quả xúc xích à. Ôi 10 quả giày xúc xích à. Ờ, ôi, anh mới được 163 tốc độ. Có cách nào tăng tốc độ lên không các bạn ơi, phiền quá. Cái này người ta gọi là hết cứu. Hết cứu cái gì, anh sẽ mua con thú cưng. Mua thú cưng ăn thua gì. Hỏng rồi, hỏng rồi. À đây đây đây, chỗ này mình chưa xem. Có quả trứng như kiểu cái nấm này các bạn này. Cái này bấm vào là ấn E. Ờ. Trông quả trứng trông cực ngu. Cực ngu dễ thương. Mặt thì mặt chó, đầu thì đầu nấm. Kệ anh, bạn ấy cực kỳ dễ thương luôn. Ờ. Ồ, bạn à, bạn ấy cũng chỉ... Ủa ơi, từ từ. Anh sắp nhìn rồi. Anh sẽ tăng tốc độ nha các bạn. X2. Nhưng mà vẫn chậm quá các bạn. Anh cần phải tăng tốc độ hơn. Cái lucky là gì? Mua luôn các bạn. Mua hết. Baby Thành mua hết. Còn lâu thì thắng được ốc. Rồi cái người ta gọi là vận may sẽ đến. Muốn thể được cô thương, muốn làm người thường cô cũng không cho. Ừ, kệ anh. X2 speed mua tiếp. Anh sẽ phải gửi người VIP nhất các bạn ạ. Mua ốc 4K rồi các bạn ạ. Ốc 4K tốc độ chạy rồi. Gấp 10 lần Baby Thành. 4K cộng 8 rồi. Chậm tê nhỉ. Anh phải mua thêm pet thôi các bạn ơi, chứ thế này không ổn. Lại mua pet nữa. Đây, anh đi ra đây quay pet tiếp. Bây giờ anh phải mua được con á, pet như em. Hey, em bất ngờ luôn mà. Bây giờ mình đang trên đường tự đua một mình vì mất ngủ vì không có đối thủ các bạn ạ. Không thể như thế được, anh mở như thế này à. Ôi, cái này không được các bạn ạ. Vậy là mình đã có 3 con thú cưng cực kỳ cute hột me. Bây giờ mình nghĩ là mình sẽ tăng được tốc độ đấy các bạn. Ồ, cũng khá là nhanh. Ồ, ốc mà không luyện tập anh sẽ hơn ốc. Rồi một ngày nào đấy anh sẽ hơn ốc các bạn ạ. Anh đang tập luyện rất là chăm chỉ. Bây không quản ngày nghỉ. Luyện tập nữa. Bây giờ người ta đang vào cuộc đua để kiếm cúp. Kệ anh sẽ tập luyện chăm chỉ không có ngày nghỉ luôn. Chú ngựa ô Baby Thành à. Ôi ừ, đấy, đang làm việc tập chạy đấy. Tập chạy cái gì như đi catwalk ấy. Chụp nhanh quá em nhìn thôi. Ồ, oh, từ. Anh thấy khu bên này nó mở ra. 35 win thì mới mở được cái đấy. Bây giờ anh phải chạy anh ạ. À. Bây giờ anh phải vào cuộc đua. Đợi tí. 2000 years later. Ốc cũng đang tập luyện hả ốc? Thôi tập luyện lên hơn 5000 cái xong lại đi chơi tiếp. Ồ, sao tập luyện nhanh thế nhở? Ai giải đoạn này em mở rồi. Đây này, người ta đi vào đây, đây này. Anh cười gì vào khu vực VIP này. Anh cũng đi lấy cúp các bạn ơi. 35 cúp chúng ta vào được khu vực VIP các bạn ạ. À. Đấy, trời ơi. Dù sao bây giờ tốc độ của anh cũng khá là nhanh rồi. Đi tít thật lò luôn này. Ôi, đùa. Đấy, 35 cúp chưa, 35 cúp rồi ốc ơi. Bây giờ ốc thử ra solo xem ai đua nhanh hơn. Đâu? Anh dám solo với em á? À? Có. Anh tuổi gì anh solo với em? Nào rồi. Ra đây. Ơi người không được vào khu vực VIP. Đây, kệ anh, đây khu này vào được này, trượt đây đi. Nào. Trượt đến khu nào? Đây, trượt khu mới, được chưa? Ok. Em chấp anh đi chơi đi. Anh đi đi. Ok, được rồi. Đây, em bắt đầu đi đi. Wow, cái gì vậy? Ốc đi nhanh quá các bạn ơi. Ốc quay quay ấy một cái may mắn luôn. Em đi xa quá, em đi xa anh quá. Không chơi nữa, anh phải tìm cách anh mua quà. Mua quà cái gì, mua quà. Đây, ở đây mình sẽ có level 2 của sự luyện tập các bạn ạ. Mình luyện tập ở đây nó sẽ nhanh hơn đấy. Ồ, anh vừa mở được cái gì á? Luyện tập đi, ở đây có thể tăng cho anh nhanh hơn đấy. Ồ, anh sẽ đuổi kịp ốc. Ốc chỉ nhìn thôi. Không thể tin được, không sao. 10
10.000 thôi, 10.000 thôi, dừng trên ninh lại. Cái con thú của ông nó kinh quá, nó búp cho ốc quá kinh luôn. Ngày. Không thể thua thế được, quá nhục nhã. Các bạn ơi, mưa nào hổng tạnh, chẳng nhẽ mình không thắng được một tập. Không được, mình sẽ mua thú rồng. Anh làm bê quy định. Anh mua thú rồng các bạn ơi. Bây giờ trang bị trong, ba đi. Trang bị hẳn con rồng đây rồi, đúng không? Rồi, con đấy được đấy. Để bỏ con chó phen phen đi các bạn ạ. Ừ. Quả này à. Các bạn nhìn điểm dày của anh là tăng lên chưa? Chết rồi, mình phải luyện tập thôi. Chết rồi, ông không luyện tập ông của anh. Ông chạy phải luyện tập luôn. Nhưng mà cũng không thể nào bằng Bê Quy Thành được. Bê Quy Thành sắp vươn lên rồi các bạn ơi. Ra ra solo ông. Nào, vươn lên chưa? Vươn lên rồi, nào. Bây giờ anh bảo 1, 2, 3 cùng dừng luyện tập lại nhá. Xong đi solo. 1, 2, 3, ok. Nào, được chưa? Bây giờ fair play đi cùng nhau này. Được chưa? 1, 2, 3. Ôi giời ơi, tốc độ bàn thờ. Không nhìn thấy gì mà không thấy ông đâu rồi. Bây giờ anh vượt rồi đấy. Các bạn thấy con thú của mình nó còn không đuổi kịp mình, nó còn đứng ở tít tít xa mù sương khói đấy ơi. Bê Quy Thành cuối cùng đã dùng tiền. Bê Quy Thành thật là kém may mắn các bạn ạ. À. Các bạn bảo là em xem quảng cáo cho anh đấy, anh cứ dùng tiền đấy để mua Huy Thắng chị ốc đi. Really nigga? Yeah. Đấy là thực lực, đấy là anh có... Thực lực ơi, thực lực. Người ta quay được may mắn nha, xong rồi người ta luyện tập nữa. Mình cứ lấy tiền mua. Ít ra các bạn còn bảo anh Bưu Thành là có các bạn đứng ủng hộ đằng sau ấy. Em muốn các bạn ủng hộ thì em bảo các bạn xem quảng cáo cho em đi, để em có tiền đua thế với các ai. Các bạn sang kênh Ốc TV các bạn xem video cho mình. Ờ, được chưa đấy ạ. Ốc đâu rồi? Ốc, ốc đuổi sát mình nha, ốc không có cách xa các bạn ạ. Tất nhiên là không cách xa rồi. Em mà có nhiều tiền á. Em á, anh chỉ có mà hít thì đây, không đợi. Khói không có mà hít. Anh đợi ốc một xíu, ốc đâu? Không đợi được đâu, đã vào cuộc đua không dừng được đâu. Cuộc đua không đợi được, anh đâm mặt vào tường mà. Anh đâm mặt vào tường vẫn đi như người bình thường. Ui dồi, đi nhanh quá các bạn ơi. Tụi mình sắp về đích rồi. Đây lần đầu tiên mình cuộc đua chật patin về đích các bạn. Cái chân mình thoăn thoắt này nào. Cái chân thoăn thoắt, cái đầu nghênh nghênh. Sắp tới đích rồi, sắp tới đích rồi. 5.000 rồi, 1K2 ấy rồi ốc ạ. Anh được 1K2 cúp luôn rồi. Đúng rồi, anh đi nhanh hơn em một đoạn. Nhìn map vậy thôi nhưng mà nhanh hơn một đoạn đấy. Bây giờ tí anh sẽ cố gắng luyện tập để anh có thể tăng tốc độ, anh mua được những đôi giày mới. Ừ. À, hiểu không? Thôi ốc ơi, anh nghĩ là lên dừng cuộc đua đi. Để anh bây giờ anh thử đi luyện tập xong anh thử mua một đôi giày mới cho nó. Không, em sẽ thử về đích xem được cái gì. Ờ. Ui, ở đây có giày 50m các bạn ạ. Giày tốc độ 5m, 10m. Ghê đấy, 50 triệu liền, chả có tiền mua đâu. 10 tỷ á, ôi. Chạy tụt quần ra đi mua được cái giày á. Từ đây có một cái giày cute này. Anh sẽ cố gắng luyện tập để anh mua được. À, giày màu hồng. Anh mua được giày màu hồng rồi ốc ạ. Lúc nào anh cũng mua. Không, cái này à, mình luyện tập mình mua được mà. Đấy, anh mở được rồi nha. Thấy trên tay không? À, trên chân anh không? Chiếc giày màu hồng cực kỳ cute hột me. Trời, chiếc giày màu hồng nam tính à? Nam tính cực kỳ. Mua giày sẽ tăng cho mình tốc độ nhanh hơn đó các bạn. Thấy không? Ừ. Trời ơi, một lần luyện tập được hẳn 4,5k giày. Thế thì chịu. Vì anh vừa mới mua giày mới, em về mua giày mới đi ốc. Em muốn về đích để xem là được cái gì. Về đích là được giải bét của Bê Quy Thành. Ơ, về đích là được giải bét. Về đích là người chiến thắng rồi. Ôi giời ơi. Không bao giờ bỏ cuộc. Được rất nhiều cúp thôi. Từ từ xem dùng cúp để mua được cái gì nha các bạn. Hoặc là dùng cúp để mở những cái map mới á. Ờ đúng rồi, anh nghĩ là... Ok các bạn ơi, sau một hồi luyện tập anh đã được 280.000 tốc độ, 290.000. Được của nó đấy. Sau đó là tăng rất nhanh, anh sẽ quyết định dừng lại ở đây. Anh sang cánh cửa tiếp theo, đó là cánh cửa 750 win. Anh sang cánh cửa 2.000, chưa được 2.000 các bạn ạ. Sang đây luyện tập chúng ta sẽ lại có x2 nữa. Ui, ở đây gọi tăng là siêu khủng luôn các bạn. Anh lên 400.000 tốc độ rồi, ốc vẫn còn 16.000. Ốc phải chạy sang đây, em sẽ sang đây luyện tập đi ốc. Bây giờ đua. Đua cái gì? Đua hít khói này, anh 1 tỷ. Suốt ngày rủ đua. À. Toàn vớ vào vẫn đua cái gì đua. Đây anh sẽ luyện đến 1 tỷ à, 1 tỷ đúng không? 100.000. Bê Quy Thành tan chín bẩn. Đấy, 1 mét rồi. Đây này, anh sẽ mua được đôi giày 1 mét rồi đây này. Mở đôi giày 1 mét ra. Đấy, thấy đôi giày 1 mét của anh chưa?
nó đấy xấu quá. Trên chân màu xanh xanh này này, đôi giày của anh xanh xanh này. Bây giờ nó tăng tốc độ cho anh bây giờ 36.000 một lần, hiểu không? Quá nhanh. Ốc cũng lên từ 400.000 rồi đấy. Ốc lên được 400.000 là vì ốc luyện tập và ốc may mắn thật sự. Còn bêu hàng toàn mua thôi. Đây là chúng ta cần 2.500 win để có thể mở được cánh cửa candy này. Anh sẽ mở được nó, anh sẽ luyện tập ở đây đi trượt. Trời ơi, tuyệt vời. Ui, với đôi giày mới ta bon bon trên mặt đất trông cực kỳ ngầu. Ui, ghê không? Cộng liên tiếp kìa. Ui, các bạn nhìn cái lượng cúp mình được cộng kìa. Ui, cúp đầy màn hình luôn. Cúp phải nhiều. Cúp cộng liên tục. Nào, bây giờ là vô đối. Vô đối hay sao? Chạy sắp tới đích rồi, ông thấy không? Ờ, xem con tới đích là cái gì đấy. Ok, anh sẽ tới đích. À, lúc đấy em cũng chưa chạy tới được tới đích à? Ủa rồi. Chưa, tại vì em đã bỏ cuộc để em còn đi luyện tập. Anh phải được đặt biệt danh là God Rider mà tốc độ. Em sẽ đặt biệt danh em là The Flash. Giờ bốc phét thì có quá yếu. Anh bốc phét có. À, cũng 1 mét tốc độ kìa, cao hơn tốc độ của anh luôn rồi. Người ta chăm chỉ nó khác. Anh sắp vào được khu vực mới rồi, vẫn còn ở khu vực cũ. Anh sắp về đích của cái map này luôn rồi các bạn ạ. Anh chơi quá hay, quá đẳng cấp luôn. Bây giờ mình cũng đi. Đâu rồi? Đi hít khói thôi, làm sao mà. Ủa, gì ốc cũng nhanh. Ôi, ốc còn lướt nhanh hơn cả anh mà. Lướt trên mặt đất như cơn sóng, em cũng cúp đầy màn hình luôn. Ồ, kinh ấy, ốc kinh. Ủa, ốc còn sắp đuổi được anh luôn, kinh thế. Các bạn nhìn cái thanh ở dưới chân màn hình không? Ốc đuổi, sắp đuổi được anh luôn mà. Được mà anh về đích mất tiêu rồi. Anh về đích. Wow, về đích thì có cái gì? Về đích thì chả được cái gì, được nhiều điểm cuốn. Anh sẽ sang được khu vực mới. Khu vực màu hồng hả? Anh còn sang được khu vực kẹo rồi nha. Khu vực kẹo này từ từ xem trứng là có con đúng gì. Rồi, có cái trứng là phải mở ra biết đâu lại được. Được cốc trà sữa. Cốc trà sữa, cho em. Để em sang đây nhanh chóng mở đi. Anh sẽ bỏ con này ra. Đấy, anh cho cốc trà sữa vào. Quá được. Có cốc trà sữa kìa. Xinh tươi, ngọt ngào. Đây nha, thử sang đây luyện tập xem một lần được bao nhiêu nào. Ui, mỗi lần được cộng được bao nhiêu đấy? Nhanh quá nhỉ? 81k tốc độ. Nhưng mà không các bạn ạ, à, anh có sang được khu vực mới luôn rồi. Anh có 9.000 đấy điểm rồi. Anh sang khu vực này, khu vực rừng nè. Các bạn thấy chưa? Sang hẳn khu vực rừng này để chạy luôn rồi. Trượt patin trong rừng luôn đấy. Đôi giày quá xị luôn. Bây giờ anh sẽ luyện tập ở đây. Anh rồi sẽ tăng tốc độ để anh mua được đôi giày gọi là dê. Mình đã về đích, bây giờ mình sẽ mở trứng ra. Sang đây này, anh sắp lên được 10 tỷ, anh sẽ mua được đôi giày quả cà rốt. Lớn rồi, bốc phét ít thôi. Anh là chữ M mà, M là million, còn B là billion. À, billion là 1 tỷ đấy. Thế là qua cả billion, 1 tỷ 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 mới mua được đôi này à? Không biết tiếng Anh, còn cứ chơi vớ vẩn. Thế thì một quiz sau mới mua được. Đúng rồi. Anh tuổi gì mà anh mua được? Tuổi con ngan con. Anh đang luyện tập ốc chính giả. Từ từ anh đi ra xem ở bên này mở ra được con thú cưng gì nào. Quả trứng màu xanh mở ra cái gì các bạn ơi? Quả trứng màu đen, đen xì. Đen xì đó, cái gì đây rồi? Con đấy là kia, con ở giữa ấy. Con ở giữa đấy, đúng rồi. Quá xịn luôn. Quả này á, gọi là siêu tốc độ luôn. Ba con thú cưng của anh. Một con rồng, một con... Thôi. Thú rừng xanh và một cốc trà sữa. Mình phải nhanh chóng lấy cúp ở đây và đi sang map của Bê Quý Thành mới được. Ui giời, mỗi lần tăng các bạn nhìn cậu chưa? 192k. Quá nhiều. Từ từ, đây có con gì đây? Con này. Ui, con này kinh đấy. Từ từ mua, 1.19. Siêu ọp, siêu, đang có sale các bạn. Bê Quý Thành lại mua nữa, cái thì chơi một mình đi. Rồi sao, mình vừa mua cái gì các bạn ạ? Mình cũng đấy, chung. Con đen đen, đen tím đấy. Nhân 40, à 4x boost. Thôi bình thường 40 bút. Ui ôi, ui ôi, 400.000 tốc độ. Mỗi lần là cộng 400.000 tốc độ, vua tốc độ. Đâu ốc đâu, sao tận mấy kia. Ui, ốc có 3 con thú xấu mù. À, giày mới nha, ghê. Tất nhiên. Giày oách đấy, bây giờ anh sẽ bắt đầu anh mua đôi giày mới. Lại mua giày mới, suốt ngày mua giày mới. 50m đây này, đôi giày là quá đỉnh của chóp luôn. Anh mua đôi này để anh nhanh chóng tăng được tốc độ. Sắp rồi các bạn ơi. Các bạn cổ vũ anh đi, anh sắp mua được đôi giày 50m rồi đây rồi. 50m. 9. Đấy rồi. Rồi đây. Thấy đôi giày 50m chưa ôi. Gần 1 tỷ một phát. What the hell. Quá tốc độ quá nhanh. 1 tỷ cái gì, 1 triệu rốt. Không biết tính à.
Rồi đấy các bạn thấy không, anh sẽ sắp được mua được giày xịn hơn rồi. Ai à, bây giờ ốc ra solo xem ai đua nhanh hơn nào. Solo cái đầu của anh á. Đây nào, xem tốc độ ai là vừa tốc độ. Anh toàn lừa em thôi, em chả chơi. Đấy, các bạn nhìn con... cái rủ vỡ vào. Các bạn nhìn thấy thú cưỡi của anh không? Đây xin giới thiệu các bạn, có một con rồng, một con thú ở trong rừng và một con gọi là quái vật rồng. Rồng này rồng magic, rồng rồng phép thuật. Đó. Dùng phép thuật. Ốc ra solo nào. 2.8. Nào, đây 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 đây. Ăn equip con này. Nào, ra đây đua trận cuối đi. Anh thấy video khá là dài được, còn anh mà cứ tăng này anh có thể mua được hết các loại giày ở đây đó. Em chả đua trận cuối đấy. Nào. Nào vào đây. Em luyện tập. Được rồi, thích thế thì anh cũng sẽ luyện tập. Anh mua đôi giày cà rốt nào. Anh mua đôi giày cà rốt để làm gì? Đây này, đôi giày này 10 tỷ. Ôi giời. 10 tỷ. 10 tỷ thế cái đôi giày màu tím bên cạnh cái đôi giày khoai lang à? Nhưng mà không biết bao giờ mới mua được ông ạ. Quá là đắt tiền. Hỡi ông ơi, luyện tập làm gì? Làm trận cuối cùng solo để hôm nay là biết ai là người chiến thắng, hiểu không? Chiến thắng cái đầu của anh á. Nào ra đây solo đi nhanh. Các bạn bảo là mong chờ lắm. Chúng ta sẽ có cuộc đua bên phòng của cái kẹo này đây. Thế à? Không đua rừng à? Đua kẹo xong sang đua rừng được chưa? Điên à? Đua rừng luôn đi là đua kẹo làm gì? Không, đua kẹo ngầu mà. Được rồi, thì em thích đua rừng vào rừng. Em thích đùa đâu, anh đùa đấy. Nào, để xem ai là người chiến thắng nào. Từ từ đợi một tí. Đang luyện tập, từ từ. À, giờ này vẫn còn luyện tập hả? Anh luyện tập tí nữa là anh cho em hít khói đấy. Thì không, anh cho nó lên tròn 100.000. Ở đây các bạn, đấy, được chưa? Tròn ở đây, rồi, nào, ra đây, nhanh lên. Anh đạt tốc độ 100.000 rồi. Đâu rồi ra đây. Ok, em ra đây. Ba con thú của anh cũng ngầu hơn của ốc các bạn ạ. À. Em là con thú mới á, nhìn thấy chưa? Ốc 22 tốc độ. Ủa, có thế, thú mặt vượn à? Rồi, đây, xem nào. Chỉ giới thiệu các bạn, ốc có con thú xấu như con cú. Rồi, nào, bắt đầu ra đây, nào, thấy chưa? Rồi. Chấp ốc đi trước. Rồi, 1, 2, 3, anh sẽ bắt đầu đuổi theo. Ốc đâu rồi? Ốc rồi, anh vượt qua ốc, anh vượt qua ốc, các bạn nhìn cái không, này bây giờ không? Không, ốc vượt qua. Không vượt qua cái gì, vượt qua. Không vượt qua đâu. Sao vượt được rồi. Không, ốc sẽ về đích. Ốc về đích rồi. Ốc đã vượt qua. Không vượt qua đâu. Vượt qua. Vượt qua, hai đứa đang bằng không. Nhau. Ai còn chấp ốc đi trước à. Không. Ô, đi bằng nhau hả, ảo thế. Ốc sẽ về trước. Không. Nhìn này là biết là ốc ở phía trước rồi. Cái thanh này là biết ốc ở phía trước rồi. Bê cái thanh thua rồi. Bê cái thanh thua okay. Rồi. Kể cả có mua nhiều hơn nữa cũng không thắng được đâu. Lại đi anh ấn nhầm. Em không chơi. Không chơi lại à. Các bạn ơi, mình thắng rồi. Yeah. Cái đấy à, tốc độ cao mà vẫn thua là sao? Tại vì sao biết không? Người ta không thua ngay, tại vì người ta chờ chúng ta on game được 30 phút thì chúng ta sẽ lấy được cái con thú này. Nó rất là mạnh đấy. Mình rất thông minh, mình bí mật không cho Baby Thành biết. Rồi các bạn ơi, vậy trong những ngày hôm nay coi như là sau rất nhiều cuộc thi, ốc cũng đã thắng cuộc thi rồi. Cho em thắng rồi, anh cũng biết thừa đấy. Trí tuệ là phải thắng. Rồi, bye bye các bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn video sau vì video khá là dài rồi. Nhớ like video, đăng ký kênh ủng hộ bên các thầy máy ốc nha. Cảm ơn các bạn.